ai chỉ nghe quán tẩy. Tất cả các bà chỉnh đốn cân quần áo cho gọn gàng. Xong khi nào mà các bà dâng lễ bước lên chiếu thì bỏ giày dép cho đỡ nhắm và chiếu bẩn. Phần thì hương nghi ông rút bà đến hương châm hương đến. Vâng, ông cầm đấy. Thế giờ này nghe tiếng đoàn thân thương rằng tiến thương đăng thì hai ông tiến đến lên bàn thờ cổ nhá. Gà tiến thương đăng đăng đăng. Nghe tiếng đoàn trong dâm rằng bái hương thì hai ông bái xong thì ông cắm hương vào đây và ông đặt lên kia nhá. Bái hương thì ông bái cắm hương đấy, ông đường đặt lên lên bàn bàn. Bởi vì các con của cụ thì cũng tuổi cao rồi mà đau chân thì các ông các bà thì không quỳ được. Các ông này thắng luôn này, vị trí vừa qua. Ông trở về vị trí này. Châm tiểu giúp cho ba chén bốn chén nước thì ba ông con trai của cụ dâng lễ đây nhá. Vâng dạ. Tiểu tám tuần nữa ba ông. Mỗi ông một đĩa. Gãi tiếng tiểu thank you.
bái tiểu bình thân quỳ. Thôi các ông không mỏi chân thì các ông ngồi thôi, tất cả các ông. Các bà quỳ tại chỗ để cho đoàn đọc chúc là xưng tên của các ông các bà đại tế cụ đêm nay. Chúc công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuệ thư quý bao niên xuân thiên chính nguyện trung tuần thập đốc nhân Việt Nam quốc Thái Nguyên tỉnh Phó Yên thành phố Tân Hương phường Tổ dân phố Hương Đình Kim thần hiếu chủ Nam tử Nguyễn Quang Hồng Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Văn Đào Nguyễn Văn Đường Nguyễn Văn Tùng Lưu Hồng Quế Dưỡng Tử Nguyễn Văn Nội Dưỡng Tử Lữ Tử Nguyễn Thị Lăng Nguyễn Thị Hoa Hồn Tử Nguyễn Thị Nga Trần Thị Phú Trần Thị Dữ Trần Thị Thạch Nguyễn Thị Ca Nguyễn Thị Thuận Trần Thị Phúc Nghi Đệ tử Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Văn Thanh nay kỳ hợp lỗi ngoại tứ tôn hòn tê đồng tam tôn quyến đăng trương tiên vong linh mẹ Nguyễn Thị Đức đại thượng thọ 103 tuổi nay đã đủ số quy tiên này các con trai gái rể dâu công toàn tè cháu chấp nội ngoại tè tiểu trước linh sàng có bài văn tính mẹ rằng mẹ bà ơi mẹ ơi tiểu tay chúc chúng con đi đã giòn bà buộc ba nét tay con là chấm chấm bảo mẹ ơi ai làm cho sông sông xuôi kia nước chảy nóng phiền chẳng nghĩ ta cỏ có thơm nồng già anh chỉ em chung chung con chẳng vui bà ơi mẹ ơi tháng một thì mẹ về chung con nó lại bóng chẳng kia mà tự ta đẻ mà mẹ ơi mà cao xanh xanh thì có thâu buồn cơn
bà tin vui chúa tế ơi tin buồn đây đã theo mà sau mà mẹ ơi từ mãi cho đi mà chiều chiều anh chị em có nghe tiếng chim ca mà ghé chim nó hót vào ra cháu còn buồn đi phết. Mẹ ơi mà cao tranh thì có thấu buồn đi cơn đi để cho con tạo xoay vật đi chúng nghe ngờ mà ơi mẹ ơi lúc này đây toàn thể các con xin chớp tay con gọi mẹ bây giờ ơi mẹ ơi mà đến hôm nay anh chị em chung chung thì con đi bảo hiểu con phục vụ nà đoàn thông dương rằng đồng ra nên tất thì các ông các bà các anh các chị vái cụ ba vái để cho đoàn nói chúc nhé. Lễ tạ vong linh cụ đức ba vái để quá chúc 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 thế thành phục bao nhiêu cho cụ ba tuần thế đến đây đã xong. Thế, xin mời tất cả các bác các anh các chị vào trong nhà để chuẩn bị theo một anh trong đoàn nhạc hiếu ra để cúng cơm rồi đưa đò cho cụ. Vậy xin mời toàn thể các anh các ông các bà các anh các chị vào trong nhà. Tử sinh chỉ có một lần mà thôi.
được tin cụ đã qua đời, cụ theo tiên tổ cụ về Tây Phương. Sẽ có chữ rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ thờ cha, cho tròn chữ hiếu mới là bổn phận làm con. Giờ này nồng thành tuần rượu lưng cơm, tay các con dâng lên khấn nguyện bữa thường mẹ hơi. Về màn cúng cơm của anh em trong đoàn gặp cứu xin được bắt đầu. Thank you.
trực linh trực sàng, các con là trai dấu gái rể. Mẹ ơi, cùng với các cháu, các chắt nội ngoại của mẹ đây. Đêm hôm nay các con chim lập đàn cháy, để rồi báo hiếu cho mẹ đêm cuối của cuộc đời. Thương cha thương mẹ vất vả sức khỏe một cuộc đời mẹ, mẹ ơi. Cũng bởi vì đông con mẹ ơi, hơn chục chục đứa con đi, mẹ vất vả sức cả một cuộc đời. Mẹ đã sẻ trao nhường cơm để rồi nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Mẹ ơi, con biết rằng vì đâu tóc mẹ đây bạc phơ, vì đâu chân chậm chậm mắt mờ tay run đi. Mẹ ơi, cả một cuộc đời mẹ tu nhân viên tích đức, mẹ ơi, mẹ để phúc để phần cho cháu cho con. Mẹ ơi, ngày hôm nay 103 tuổi mẹ ơi, tuổi già như cây hết nhựa, mẹ thanh thản ra đi. Ngày hôm nay mà là ngày 16 tháng riêng thôi, vậy mà mẹ lỡ đành bỏ các con ra đi thế này. Mẹ ơi, giờ phút này đây các con biết lấy chi để bảo đáp nghĩa đền bằng công mẹ nuôi con đi. Mẹ nuôi con bằng trời, bằng biển. Mẹ ơi, mẹ nuôi con bằng trời bằng biển mẹ ơi. Các con đi đâu đã nuôi mẹ được bao ngày mẹ ơi. Vậy mà ngày hôm nay mẹ này đã bỏ các con mẹ đã đi thế này. Mẹ ơi, mẹ quay lại mà xem mẹ có biết thiếu được con nào không mẹ ơi. Một con trai của mẹ thì đã vì nước vì dân đi, xác thân nằm lại nơi chiến trường. Con trai tiến của mẹ vì nước vì dân, xác thân nằm lại nơi chiến trường. Mẹ ơi, đôi mắt mẹ mờ bởi vì mẹ khóc thầm thương con đi. Ngày hôm nay mẹ qua đời, các con về đây mà nước mắt thay hàng. Các con, các cháu của mẹ thì rất là đông người, thì ở xa, người ở gần. Mẹ ơi, các con ở gần thì sớm hỏi chiều thăm đi. Còn con trai thì ở Thái Nguyên thì thỉnh thoảng mới trở về với mẹ. Mẹ ơi, giờ phút này đây cả gia đình, các con, các cháu của mẹ đây. Mẹ ơi, các con qua bàn cơm bông với quả trứng không mẹ ơi. Mẹ ơi, khẩn gọi mẹ về rơi cơm đi mẹ ơi. Mẹ về rơi cơm cho đỡ đói lòng. Từ mai mà chờ đi mẹ ra nơi đó, biết đây ai chăm sóc cho mẹ hàng ngày mẹ. Mẹ ơi, các con các cháu của mẹ giờ đây đang đông đủ vì linh sàng. Mẹ ơi, các con xin lập đàn cháy để rồi báo hiếu cho mẹ đêm cuối cuộc đời.
Cũng bởi vì đông càng con mà sinh ra càng con thì trong cái thời bao cấp bề. Sinh ra càng con thì trong cái thời bao cấp bề. Cha mẹ đã xẻ cháo nhường cơm mi, củ sắn củ khoai nuôi các con khôn lớn trưởng thành. Ngày hôm nay các con thì đã khôn lớn cả rồi mẹ ơi. Con bảo hiếu cho mẹ đâu con mẹ đứng trên đời mẹ ơi. Các con trèo non mới thấy non cao, con nuôi con thì mới biết công lao của cha của mẹ vất vả cả đời. Những ngày gần đây mẹ lâm vào bệnh tuổi già. Mẹ ơi các con các cháu thì cứ thay nhau để rồi xoa lần mẹ ơi. Bón cho mẹ từng thìa sữa thìa đường. Mẹ ơi chỉ mong sao mẹ Tết ra thì mẹ khỏe mẹ ơi. Để mẹ như cây bánh cây tùng cho cháu cho chát cho chú được đời đi đường trông đi. Nhưng mẹ ơi ai có ngờ đâu ngày 16 tháng riêng nghi. Mẹ ơi ngày 16 tháng riêng nghi thì mẹ đã đi xa rồi. Từ nãy cây cao bóng cả thì đã xa liều ngành rồi. Các bạn ơi các anh các chị ơi quay mẹ quay mẹ lên một tiếng đi nào. Trời ơi mẹ. Mẹ ơi tất cả các cháu các con giờ phút này đây con xin chấp chấp tay con bái lời chư muôn đi ngàn lần. Mẹ ơi đâu trở về mẹ lại lâm mò hiền ý hưởng đi ở bữa cơm thì thường nghỉ. Ôi mẹ ơi mẹ còn đêm mai một mình tình nghi. Cạnh màn sương chiếu đợt đi ở ngoài đồng. Ôi mẹ ơi vào ai mẹ ơi cái tình này mẹ nó càng quan đi mẹ ơi. Mất tiền mất của thì càng quan còn làm là còn càng quan còn cha mất như mỏ kim đáy biển cứ biết tiền mẹ ở nơi đâu mẹ ơi. Thương mẹ mà chẳng biết làm gì, có phải đâu đây là gánh nặng cho đời thương.
Mẹ ơi để cho các con kể bài phát xẻ gánh gỡ cho mẹ một phần mẹ ơi. Hơn 100 năm qua mẹ ơi, cả một cuộc đời mẹ vất vả cũng bởi vì cả con đi. Ngày hôm nay con cháu của mẹ để đông đủ như thế này mẹ ơi. Công mẹ hơn biển hơn trời, các con đâu còn đã báo đáp được vì mẹ. Vào bệnh trong nào đường các con tận tình cháy những các con ơi, tuổi cao của mẹ già như cây hết lửa như hoa đã tàn, vì thế cho nên mẹ đã phải xa rồi mới trần thế. Các con các cháu ở đời báo bán nhau để mẹ về nơi đó gặp cha của các con thì mẹ về biển các con ở này để mẹ về đây. Chúc quý các con các cháu thành tâm để nhập trong đoàn gặp chú cung cơm đưa đò cho cụ A Di Đà Phật. Trời ơi mẹ mẹ ơi, đúng là kể từ lúc mẹ lâm vào trong bệnh đã được các cháu các con đêm ngày tận tình hùng dưỡng chăm sóc thuốc thang. Nào là đông y rồi cho tới cả thuốc bắc thuốc nam y. Tuổi già thì như cây hết nhựa như hoa đã tàn. Mẹ ơi, vì thế cho nên sáng hôm nay, hơn 7 giờ sáng hôm nay thì mẹ đã chút đi hơi thở cuối cùng. Mẹ chú đi hơi thở cuối cùng, mẹ chẳng dặn dò với các con một lời nào. Để cho các con cứ gọi mãi gọi mãi mà không thông đi. Mẹ ơi thôi thế là kể là kể từ nay mà đi thì con biết lấy ai. Con nhắn gửi một đi đôi lời. Mẹ ơi con bồi hồi
đừng ngồi không không đi ăn đi già lời suối vàng mẹ ăn bò thấu cho lòng nghỉ cô mẹ ơi con đau đớn đi trong tâm mơ can đi này con đi biết dãi bầy cùng nghỉ ôi mẹ ôi mẹ ơi giờ mẹ đang ở đâu
đi đâu con biết đâu. Mẹ à đã nuôi con đi bằng đôi bàn tay, bằng đôi bàn tay. Mẹ à đã nuôi con bằng dòng nghĩ xưa. Xin đi được nghỉ, bỏ con đi mà đi, bỏ con đi mà đi, đừng bỏ con đi. Xin đi được nghỉ, bỏ con mà đi, con đi mà đi. Vì các con biết thương sớm thì mẹ đã không nghĩ còn. Mẹ đang dòng mà sữa mẹ, cha mẹ đã nuôi con, cha mẹ đã nuôi con cho đời ngày con lớn khôn, đời ngày con lớn tình mẹ con đi như cung đàn đi đã đứa dây tơ. Mẹ đã ra đi, về đâu mẹ về đâu, về đâu mẹ về đâu. Mẹ đã ra đi, về cõi bình hằng, về cõi bình hằng. Mẹ đã đi xa, mẹ đã đi xa. Con biết đi tìm đâu, đôi bàn tay. Mẹ đã nuôi con bằng dòng nghĩ xưa, mẹ bằng dòng nghĩ xưa, mẹ nuôi con đi, đã nuôi con cho tới ngày con lớn khôn, lớn ngày lớn khôn. Mẹ đã đi xa, mẹ đã đi xa, con đã biết con biết tìm đâu. Giờ mẹ đã đi xa, mẹ đã đi xa, con đã biết đi đâu, con biết tìm đâu. Giờ mẹ đã đi xa, tưởng ơi này nhất môn tích đức vạn đại tuệ tu. Thượng minh quân quân con mà chi nương nguyên tần tần nương, con ơn phụ mẫu các căn xương thời huyết nghĩa
thương ơi nay còn nhớ thuở xưa yên sơn nghi họ đặng họ bồi tích đức những cử bộ đặng nghi khoa đặng nghi khoa thương ơi quê nhà con nghi ở được thương nghi vốn đặt đà tên con là tiểu tiểu dung y na bông na bông nay một nỗi mẹ hiền nghi cây thông già huyết nghi cõi ký tuổi về già bóng hàng đê mẹ ơi có phải mẹ là phạm thị thị thanh thanh mẹ anh liền đến tiếng nữa để con vào cửa quá sắp xem đồng đồng nghỉ cứu mẹ ra mẹ trời ơi bụng điên con cứu mẹ con ơi con nà nà bốc bốc cha mẹ đặt mẹ con ơi con đi vào trong này để cơ quá sắt sen đồng cứu mẹ mẹ bốc bốc con trời ơi mẹ mẹ ơi khoa sắt đi khoa sắt đi chưa thẻ thẻ đồng con đi vào bây giờ mà sao cho được mà để con đi bồng con bồng con cứu mẹ ta một lòng đi thờ mẹ cha là con thờ cha dự chọn đi bây giờ mà chưa hiểu mà để mới là chuyện áo con đi một lần thì mẹ mới thay là có thay mà dùng bây giờ mà nhị khí mà để nào ai nào ai chứ không biết là gì mẹ thương xin đi cho đến khi cho đến chưa hẹn là gì xin nghỉ con đi bây giờ mà nhẹ chọn đi mà để mẹ thì thì chữ mới vui mẹ kể ơn đi là ai ơn đi ai ơn đi hôn chín đi hôn chín chữ tháng ngã trời cửu mang đi bây giờ mà nắng ngã nhọc đi mà để ai thời ai thời chưa biết khi mẹ đi chợ chưa qua ngã đò qua cầu bây giờ mà nỗi xuôi mà để mẹ lo chứ bơi à bơi nhớ nhà đâu phải chơi là chuyện đi chơi tiếng mơ ăn đi bây giờ mà tiếng uống đi mà để tiếng ngồi tiếng
lại kiêng đi. Mẹ giữ gìn đi cho đến đi, cho đến chớ hẹn nạ kỳ. Sinh à con à, bây giờ mà nhẹ nhõm đi, mà để mẹ kỳ. Mẹ thì chưa mới vui, mẹ kể ơn đi là ba ơn đi. Ba ơn là tất bà biết là vô biên đi. Đó là bây giờ mà nuôi dưỡng đi, mà để ngày đêm đi, ngày đêm chưa nhóc bà nhận đi. Mô Phật, mẹ ơi, thôi con mong mẹ tạm dừng kể lễ. Mày kia các cụ này mô Phật rồi mẹ ơi. Mô Phật, chúng tôi các cụ xóm nhà. Mô Phật, có một lễ mọn đem ra thương đoàn. Ông trưởng đoàn cùng ban văn nghệ thổi kèn thờ tế cụ đêm nay. Tiếng kèn tiếng trống kêu thay, tiếng sáo tiếng nhị này càng thảm thương. Tiếng hồ năn nỉ chia buồn, tiếng đàn to nhỏ đoạn trường chia ly. Nam mô Đức Phật từ bi, cụ về Tây chúc mười phương độ trì. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ con hôm nay đủ số về già, lại được các cụ trong thôn nhà đến viếng mẹ con đi. Trước là các cụ độ niệm cho mẹ con đi. Giờ đây này có dài mang ra thương nghĩ đoàn đi. Các cụ ơi con cùng xin cảm đi. Ở miền phù hương nhà mình ngày cứ sống đến 40-50 A Di Đà Phật. Cụ ơi, tiền thì Mục Liên con đã nhận rồi, còn chiếc đĩa xinh xinh này con lại tái hồi cho cụ để cụ thụ thưởng lần sau cụ nhá. Cụ ơi, chả biết các bác thế nào, nhưng ngày xưa em là toàn gọi mẹ em bằng U. U ơi, mẹ ơi, gọi U không nghe phải gọi mẹ. Thế hồi này mới tiến ra là nhìn mẹ để hồng hào hôm trước. Mẹ ơi, thế
trên cái đôi hoa tai của mẹ đông rồi. Cái ảnh mẹ hoa tai thì hoa tai của mẹ đâu rồi, đôi khuyên đâu rồi. Mấy thằng con trai cũng của mẹ đâu rồi. Mẹ thấy nó nhẹ nhẹ tai con ơi. Mẹ ơi. Thôi con xin mẹ hãy tạm dừng kể lễ. Bởi vì mẹ về bên kia Tây Trúc phải mắc nước qua sông. Mẹ ơi, thôi mẹ cứ ngồi đây khoan khoái đỡ đau lưng. Để con xoa lật, con bóp vai cho mẹ một lát mẹ nhá. Để con mát xa cho mẹ một tí nào. Mẹ ơi, thôi mẹ ngồi đây khoan khoái đỡ đau lưng để cho con xuống bên sông quân ban lại ông lái mẹ nhá. Xem ông lái đò có nhà hay đi băng để đưa mẹ qua đò, không thì kéo trời thì đã dần trở về khuya mất rồi. Bên này ông lái đò ơi, ấy là sông Hải Hà có thuyền Bát Nhã. Nước trong xanh bể thích lại dòng sâu. Phải chăng ông lái đò có nhà hay đi băng, có chở cho thiện nhân chăm ta. Chưa biết nhau ra thì còn là khách nà, biết nhau rồi chính thực người hiền. Mẹ tôi vừa mới thoát khỏi ngục hình, việc làm phúc xin ông hãy chở ông lái đò. Mà lái ấy đêm hôm khuya khoắt lão ngại sang đò, sang đò ấy tuổi về già lão mắt lại kém, không cho sang thì còn bán xin này khóc lại khóc, cho sang rồi thì lại vuốt mặt lão ngay lão ngay. Chẳng xa gì vừa mới sớm tối hôm xưa ở đâu ở bên đò chạm ấy có người giả danh đánh lừa não thế nào ơi não cho ra đến giữa dòng sông thì dô não xuống. Thôi hôm nay não cứ làm cái mực chắc thế nào đầu xuân năm tới có tiền có gạo thì não cho sang thế, còn nếu không có tiền có gạo thì đi xuống bên dưới mà đi để não về đâu. Trời ông lái đò ơi, trời ơi mẹ, mẹ ơi, con đã nghe lời mẹ xuống bên sông ban lại ông lái. Ông lái bảo rằng đi đâu sớm lại không qua đò, đêm hôm này cứ khéo khéo rồi gọi đò. Ông ấy bảo rằng tiền có thò thì đò ông ấy mới chờ, không có tiền có gạo ông ấy bảo xuống bên khác mà đi thì làm thế nào đấy mẹ ơi. Này con ơi, con ơi, con kiểm tra cái túi của mẹ ấy. Tiền các con có cháu mồng một mồng hai mồng tuổi cho mẹ vẫn ở túi này. Con xem đâu để con xuống bên con trả cho ông nãy. Con ơi, tiền bố nào đây chẳng biết đâu rồi. Các con các cháu đâu rồi, tiền mừng tuổi cho mẹ đâu con ơi. Đứa nào đây trả biết cái đứa nào. Đây này, đây chẳng biết là chất của cụ đây. Đây con ơi. Con ơi, các con có cháu của mẹ đâu hết rồi, để cho mẹ cái mâm ra đây xem nào. Xem là mẹ để tiền ra cho là mấy đứa con trai con gái mồng một mồng hai về mừng tuổi cho mẹ. Tiền ở trong túi này con ơi, mẹ để ở trong túi chồng với con. Đây chắc là thằng bố Đường để túi bên này con ơi.
Ôi rồi, thế đứa nào nấy hết của mẹ rồi con ơi. Mẹ ơi, mẹ già mất kiếm rồi. Con giận là đứa nào nấy hết ngoài hết tiền của mẹ rồi con. Vô Phật rồi. Vô Phật con ơi. Bố Tùng à? Bố Tùng đây phải không? Thế con mẹ ca đâu rồi con ơi? Đâu rồi? Đút tiền vào túi cho mẹ này tên là thằng Tùng còn cái ca đâu rồi? Con ở đây. Mô Phật. Đâu rồi? Mô Phật. Thôi cứ để mâm cho không có để túi này đổi tội lại rơi mất. Gọi đò chả thấy đò thương. Đây cứ để vòng mâm để túi mẹ rồi rồi mẹ già rồi lại rơi rơi mất. Những chờ cũng đợi mà chưa mất đò. Mô Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mà giải này của cụ thương con mới là giải thứ hai. Thế mà mục liên quan nhìn rất là nhiều giải nữa vẫn dập dình cả ở đằng nghĩ sau. Mà tiền này chẳng nhỏ mà cũng chẳng to. Thế mà con đi mua trâu thì thiếu, mà con mua bò con phải vay ngân ý à. Nhưng con cũng xin cảm ơn nam thanh nữ tú mà đang vẫn còn đang trên đường đi làm ăn thì sang đi một chỉ chiều về một nơi A Di Đà Phật. Ui, tiền con lại nhận rồi, cái đĩa xinh xinh này con lại tái hồi phụ thưởng đầy cho con cũng nhá. Mẹ ơi. Mẹ bảo con này xem cái bị của mẹ hôm qua mẹ để đầu giường của mẹ, mẹ để tiền ở đấy con ạ. Con xem này, con cháu nào mắc tinh hay con gái đăng của mẹ hay là đút túi hết rồi chẳng biết. Đâu rồi? Con gái đăng của mẹ đâu rồi? Hay là cầm bị của mẹ con ơi. Làm thế nào mẹ ơi? Thôi thôi mẹ cứ ngồi đây. Con chả biết làm thế nào đây. Thôi mẹ ơi. Mẹ không có tiền kia gạo cả, ngồi đây mẹ nhá. Nếu mà mẹ bảo này, con mà con nghe lời mẹ để mẹ ngồi đây tuổi cao, sức yếu rồi. Con không nghe lời mẹ thì con về đi. Trời ơi mẹ! Mẹ ơi, cúc mẹ cha. Ha ha.
tình tình cha nghĩa mẹ đã nuôi con một đời thì giấc mơ thành ngày hôm nay tiền thì không nghỉ cao hết nghỉ qua sông đi ông à gái chào thâm đi sao đành nghỉ tâm tâm đi không không cho mẹ tôi xa hết đi bao nhiêu cao tiền giờ đây cháu con xin đi thành toán đi để cho mẹ tôi được qua sông đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, con ơi, đây là con dâu thứ hai, thế còn con thứ ba, thứ năm, thứ sáu của mẹ đâu hết rồi? Thế này thì mẹ làm sao đủ tiền qua đỏ đấy con ơi? Mẹ ơi, mẹ ngồi đây, khoan khoái đỡ đau lưng xong mẹ nhìn xem nhá. Mẹ trên cao mẹ cứ nhìn xem con nào cháu nào cho mẹ nhiều mẹ nhá. Đây. 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 Mẹ ơi, thôi. Thế còn chất nào đây à? Vào đây cô báo này, chú nào đây? Tiền này chất 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 ngoại, chất ngoại hay chất nội đấy con? Chất ngoại à? Thế cụ có phục vụ độ chỉ cho hai em trong đơn luôn nhá. Thêm đi độ 5 cân nữa rồi con nhá. Thêm 5 cân nữa thôi. Đứa nào đây? Đứa nào đây? Cháu dâu đâu? Thế còn thằng cháu trai đâu rồi? Từ sáng đến giờ. Không. Thì còn một nửa ở đấy đâu, không chung nhau bảo ông đấy đâu con ơi, mà con cầm đấy. Thôi mẹ ơi. Thôi được rồi. Hai đứa nói để con xuống bên dòng xuân toàn lại con lái lần nữa mẹ nhá. Nào mà tuổi già khó tính thế. Mẹ ơi, bây giờ thì khó tính thế đấy các đạo quan ạ. Thôi để con xuống bên sông xuân toàn lại ông lái một lần nữa mẹ nhá. Này này ông lái đò ơi, ông đi đâu để bên đò sông ngày vắng đò ông nghe sao đò ông nghe lái đò đòi bao nhiêu gạo tiền cháu con mà xin thành toán đi ông mà lái ơi đành đò qua sông đi ông lái đò ơi nhanh nhanh chèo chờ hết bao nhiêu gạo tiền cháu con xin thành toán ông lái đò ơi bây giờ con cháu toàn làm tham xung nhiều tiền lắm không phải no đâu ông ơi. Con mà ông thương cái mâm của con đây này. Ấy chả biết là có tiền hay chưa nhưng mà thôi não nghĩ thấy thương tình. Thương tình. Ấy khách kêu van này là cụ bà được thiên đình sinh phúc tha ra. Tha ra. Thôi đi mặc dù trời đêm tăm tối. Tăm tối. Họ ta cũng hết lòng đặt đội cho sang. Đấy con trai tặng phan bình phùng đấy. Nhưng cứ bảo các con cháu ấy trả tiền đò cho não.
rồi để nấu về nấu còn bát nước khai quang đò nữa nhá. Mẹ ơi, thế là ông lái đò đã nhận lời cho mẹ xuống đò rồi. Mẹ ơi, nghĩ đến công mẹ vất vả nuôi con từ thuở lọt lòng mười mấy người con mẹ sinh ra, mẹ nuôi ruộng trồng trường. Mẹ ơi, mẹ đã sẻ cháo nhường cơm mi, ăn đói mặc rách cũng bởi vì nuôi con. Mẹ ơi, thế cho nên mẹ phải hao mòn. Vẫn chưa báo đáp được gì bằng công mẹ nuôi con vất vả bao tháng ngày. Lúc vẫn còn chờ gọi được đò, mẹ ơi, lúc còn chưa gọi được đò thì lúc nào con cũng hằng mong con gọi đò. Nhưng mà mẹ ơi, con gọi được đò rồi. Con gọi được đò rồi, tình mẹ con đến sắp phải đôi đời mẹ ơi. Con gọi được đò rồi thì con sắp phải mất mẹ rồi mẹ. Mẹ ơi, trước khi mẹ xuống đò có điều gì để căn dặn chúng con thì mẹ dặn dò các con đi mẹ ơi. Để rồi con dặn mẹ xuống đò, không không để thì đã chẳng trở về. Này các con ơi, trước khi mẹ xuống đò về nơi tiên tiên cành, các con trai gái dễ dấu lắng nghe lời mẹ dặn. Các con sống ngõ trên đời chết thuần dưới hòa, để bao bám nhau từ nay cho đi những ngày số Tết của cha của mẹ. Anh chị em chúng con phải đoàn tụ để ngày số Tết đem mẹ về nơi đó gặp cha của các con, bảo các con ở trên đời vẫn thương nhớ thương mẹ thương cha. Con ơi, sắp phải mẹ xuống đò rồi, nào các con tiễn mẹ xuống bên để mẹ được tiêu sinh. Mẹ ơi, mẹ đứng dậy để con dắt mẹ xuống đò nào. Mẹ ơi, nào đứng tay con dìu dắt đi chứ xuống đi ở đò, kéo đường trốn đi tắm tắm tối đâu này. Đây là đồ đây cho
bây giờ mà ở lại mà để chứ các nghĩ là cả hàm bây giờ mà chăm chăm sự mà để cùng nghĩ là cùng là các đạo hoa kỳ xin cảm ơn là tất cả chứ thoát mà là xin nó cầu bây giờ mà hạnh phúc mà để an khang chú tinh đi cuồng mà chậm mò tay mãi lời đi phương là vừa đi phương mà mẹ về bây giờ mà cánh phật đi mà để xa rồi đi cháu con đi trời ông lại đó ây à, ngã hoa nghe khách kêu ván bà não cũng thương tình chẳng là khách qua sông ấy là cụ qua bà mới thoát ngục hình phải rồi ây à, nay được thiên đình chế phúc tha nha ây tha ra ây à, thế nữ lòng nào ta lại chẳng trèo trở cho xa ây phải rồi ây à, thế nhưng mà thiền của não chưa được khai quang thế là nhờ các đạo quan cho não tiếng dịp để não bác máy trèo xuống bến để đưa cụ qua sông nhé. Ồ thế ra đi ông gái ơi. Ờ thế tham gia nha. Ồ nào bắt đầu ra nào. Ây chứ rằng mà chứ rằng làm sao. Ây chứ rằng đêm khuya chẳng dễ sao tan ấy sao tan ấy mà tiếng ai mà đang gọi nãy ấy có khách gọi đò ông ơi ờ thế có khách gọi đò hả ơ phải rồi ấy thế khách có tiền nhỉ thì não chờ luôn đi anh khách không tiền thì cứ ngồi đợi não anh đợi não đến bao giờ anh sáng ra não mới anh thế thì con cháu này trả tiền đò luôn thế con cháu trả tiền đò thì não đã xuống bến đâu ấy mấy đó nghe là đó mà tôi ơi đó là đó mà tôi ấy đó tôi vẫn đó bên này sông bên này sông khách đã đòi đò nghe khoan ô khoan nghe đã hòa khoan nghe khoan ô khoan nghe ta hãy hòa khoan ấy thế em xuống bến rồi xuống chưa đó hôm nay trời mưa xuống trơn quá ấy đây trời mưa mà ấy thế não tới đây nghe có khách gọi đò phải rồi thế não mới bắt máy trèo xuống bến thế não xuống bến thì não có phải xưng danh không dễ ấy thế không xưng danh thì ai biết não là ừ phải rồi thế lời đầu tiên em có lời chào các cụ nhá phải rồi các cụ các đạo quan chào đạo thế em chào các con cháu của cụ ấy đồng quá thế đi đâu mà nấu nóng rồi mới thấy đây ôi trời em vẫn ở nhà từ năm ngoái ôi giời ơi thế nào mà để lâu thế
chẳng nào hôm nay quá cụ vong hưởng đại thọ là 103 tuổi. Phải rồi. Ấy thế cụ đủ số quy tiên ấy là nhờ tới não thì não mới xuống bến đấy. Phải rồi. Ấy thế não ra đây não cũng phải sinh cái danh chứ gì. Đúng rồi, nó phải sinh danh. Phải rồi. Ấy như não tôi đây được các cụ vẫn gọi thế này. Gọi thế nào? Vẫn gọi rằng là ông chở đò ngang. Đúng rồi. Chẳng giấu gì các cụ rồi các bác. Suốt ngày em xa xóm xa nàng. Ấy xa là em đi làm bạn với dòng sông rồi bến nước. Ấy thế chứ đò của em đây khối người ước người ao. Ấy đò của nàng đi làm gì có ai ước ao. Chiếu đấy. Khối người ước người ao. Chiếu cụ như cụ Đức hôm nay hưởng đại thọ đủ số quy tiên ấy muốn qua sông ắt là phải nhờ tới não. Phải. Ấy thế nhưng mà tiền đồ của não là có giá lắm đấy các cụ. Ấy thế có giá là bao nhiêu? Ấy thế mỗi chuyến đò nhà Phật ấy não lấy đủ một quan tư. Ấy đò nhà Phật chỉ có quan hai thôi. Thế mưa gió này thì có quan hai thôi à? Thế này ý não là được trơn trên là đò lên giá đúng không? Não nói với các đạo quan với các cụ thế này. Nói thế nào? Thì chứ em đi chở đò từ năm vẫn còn trong bụng mẹ. Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ây năm nay não cũng 71 rồi nhưng mà chưa chở chuyến đò nào như cụ hôm nay thượng thọ khẩn 103. Thì cụ đại thọ mà. Đấy, cụ đại thượng thọ là 103 tuổi. Thế não đấy có quan tư mà kêu cao hả? Đòi nhà Phật có một quan hai thôi. Thế là có một quan hai à? Phải rồi. Đấy, thôi được. Đúng rồi. Ngày mai sẽ lên giá rồi đấy. Thế đòi nhà Phật não chỉ lấy đủ quan hai. Thế con cháu bảo nhau ra trả nhá. Đấy, các con trai gái giả dâu ông nái bảo rồi đấy. Thế các con trai gái rẻ dâu rồi cháu chắc gì có cả chút nữa đấy. Phải rồi. Bây cứ bảo nhau ra trả tiền đò cho cụ nhá. Nhưng mà vẫn thấy con cháu ngồi yên á. Thế nào các con các cháu? Thế đò của em xuống bến từ nãy đến giờ mà này con cháu cứ ngồi không thế hả? Ô thế không ai bảo gì lão à? Chẳng thấy ai bảo gì. Thế anh Dương ơi. Ở đây anh Dương ở tận ở trên tổ tổ tổ. Đấy. Anh nhà Dương nghe hả? Chắc ta đấy. Ôi giời đấy, chắc của cụ đây. Đấy chắc của cụ bé nhỏ thế mà còn biết ra giá chắc đòi phải rồi. Thế cụ hưởng đại thọ ấy 103 tuổi nay các con các cháu chắc đủ đầy. Phải rồi. Ấy ngày hôm nay cụ sắp xuống đò để về bên kia Tây Trúc. Phải rồi. Đấy, thế là chắc nhỏ thế này cũng có tiền đò để cho cụ qua sông đây. Chờ hết chuyến đò của nó đấy. Thế thì ấy ngày hôm nay có cho cụ một thì cụ về bên kia Tây Trúc lại phù hộ độ trì cho nhiều. Phải rồi. Chứ chẳng đi đâu mà thiệt. Thế ít thì sao? Ít thì cụ cũng đủ phù hộ chứ làm sao nhỉ? Nhưng mà ít thì cụ chỉ phù hộ đủ ăn đủ tiêu thôi. Ôi giời, thế thì ai mà chả muốn trả tiền đòi nhiều cho cụ. Đấy, phải rồi cụ nhỉ. Đấy. Đấy, cứ ai cho nhiều thì cụ cứ phù hộ nhiều chứ chẳng đi đâu mà thiệt. Phải rồi. Ấy cụ cứ để tuổi cho bằng cụ là được. Đấy A Di Đà Phật đấy em à. Em gái đấy. Ở đây. Đấy tình cảm chị em ngày hôm nay chị đủ số quy tiên về theo tiên tổ. Phải rồi. Thế này em cũng có tiền đò để cho chị qua sông đây. Thế chị về nhận lấy người phù hộ độ trì cho em gái ở đời sống thượng thọ tuổi như cụ cụ nha. Đấy. Thế còn ai nữa không? Các con thì ngồi im lắm. Hả, ngồi im lắm à? Thế thì kiểu này khả năng sáng mới đi đò được các cụ nhé. Ông Nái ơi. Ơi. Hình như vẫn còn thiếu hai ông Dương Tử đấy sao ấy. Thế nói vậy chứ tiền đò con cháu cũng cho khối cả đây rồi. Nhưng mà từ nãy giờ thấy có mỗi em gái là có cái đồng khác hơn.
đồng khác hơn nó như thế nào? Em cứ thấy nó đỏ đỏ mà mệnh giá hình như là to hơn phải không các cô? Nó còn thủng nữa sao? À thủng à? Chả biết có thủng hay không nhưng mà cứ mệnh giá này là không ngâm nước đâu. Đấy ai mà cũng như... Ôi giời ơi, thế này thì tí nữa đi đò thì ngâm nước thì làm thế nào được? Thế này thì ai mà cho cái này thì phải cho em cái túi bóng với cái lịt nhá. Để em còn đưa nó vào. Chứ trời mưa này không thì lại ngâm nước thì khổ em. Mấy cô cháu gái ngồi trên này thì cười trừ thôi. Hả? Đâu? Thế các cháu nội cháu ngoại của cụ Triều đông lắm. Mà giờ ra đây cứ đưa em lên lên chơi búp thế. Toàn quay để đưa toàn quay Canada thôi. Thế này. Chả ra trả tiền đò cho bà, cho cụ. Thế náo nói vậy chứ xem con cháu đâu. Chia để đò không thế này thì náo đưa đò làm sao được. Thế xem là lễ nghĩa thế nào. Đấy con trai đây. À đây cháu ngoại à. Đấy có cháu ngoại to nhất. Sao từ nãy đến giờ tất thấy đồ ngoại nhỉ, chưa thấy đồ nội đâu. Ông nói ơi, chả nhẽ giờ dùng tất đồ ngoại nhỉ các cụ. Ố, để ở dưới này cháu ơi. Để dưới này. Bỏ ghế ra. Có cháu đang bảo cho cụ cái iPhone đi à. iPhone cụ biết dùng đâu, thôi cứ cho tiền để cụ đi chùa, để cụ mua cành vàng lá chớ, để cụ vào lễ Phật, để cụ phù hộ độ trì cho A Di Đà Phật. Thế nào, xem là lễ nghĩa trước đây. Ấy nhà trai chủ có tiếp tí chứng trinh quân nhang đăng ngay trả quả thực. Thế để cháu công đêm hôm nay xin được vào làm lễ ông thần bến để khấn khoán khai quang đò sạch sẽ. Để đưa chân linh dương hồn cụ qua sông để cụ về bên kia Tây Trúc được tiêu chinh mát mẻ. Để cụ phù hộ độ trì cho con, cho cháu, cho anh em nội ngoại cũng như tình cảm hàng xóm. Mọi người, mọi nhà luôn được bình an vô sự. Thế cụ phù hộ độ trì cho... ai có đi buôn thì buôn năm bán một nãy người đi tươi về tốt, nay cầu nọc đắc nọc, nay cầu tài thì được tài. Thế còn đánh trống đĩa đánh trống đĩa công an cấm. Nếu đánh đô thì cụ sẽ báo mộng cho nhá. Đi trống đĩa công an bắt chết. Hôm nay đánh ba càng cưới cụ học viện thì đức đức này các con các cháu rồi các chất của cụ ngày hôm nay về đây nhất một lòng tòng một đạo. Này cũng có gạo có tiền để nhờ ông nái thắp nén hương thơm để xin được làm lễ ông thần bến để khai quang đỏ để đưa chân linh hương hồn cụ được qua sông để về bến kia Tây Trúc để cụ được tiêu sinh tình độ. Thế con cháu của cụ về đây thì nồng thành thôi, thì người giàu một quá mà người khó thì gọi là một nén. Thôi, người khó thì một nén thì đây các con, các cháu, các chắc. Đấy, để trả tiền đò cho cụ nha. Đấy, các chắc đây. Thì người giàu một quá mà người khó thì một nén gọi đâu, giàu đâu cốt ở thành tâm. Để có tiền đò để các cháu không nằm để ông thần bến thì để mời vong linh hương hồn cụ chơi gần, chơi xa khi cao bóng cá. Đây, cụ giáng hạ xuống mạn thuyền để lái xin được kiểu chở đưa chân linh hương hồn cụ được qua sông để về bên kia Tây Trúc được tiêu sinh tình độ. Thế nào? Con cháu của cụ để chấp tay cùng với em làm lễ nhá. Thế các bà mỏi thì xếp vàng thì còn được chứ. Ai này các cháu cũng xếp vàng thế. Ai thì đi lễ bái thì xếp vàng thôi. Thế các ông các bà thì mỏi thì thôi đánh chữ đại giá. Thế còn các cháu khỏe thì quỳ lên cùng với em nhá. Chứ không này cứ ngồi trên vàng suốt thì chả nể bãi gì được đâu. Nào bắt đầu này. Con Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thế nào? Thế bãi chưa các bà ơi? Bãi rồi nhưng mà đang lèo đâu. Thì quan trọng nhất là cái bãi đầu tiên mà lại cứ nhấp nhồm thế nhỉ. Thế à? Chưa đều. Thế nào bãi lại nhá. Con Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
con này Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ây a con này chín phương trời này, mười phương đất này, mười phương a chư Phật mười phương. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão. Nay gia đình tín chủ chân linh hương hồn của Nguyễn Thị Đức cụ hưởng đại thọ là 103 tuổi. Nay cụ đủ số phi tiên về về chầu tiên tổ. Nay nhà tín chủ có tiết dĩ chứng sinh có nhang đăng. Nay trả quả thực có tiền có gạo. Nay xin được vào làm lễ, xin được lạy cụ thần sông này, ông thần bến này, bác thổ bà. Để đêm hôm nay cho các con các cháu xin mời chân linh hương hồn cụ Nguyễn Thị Đức. Nay cụ chơi gần chơi xa cái cao bóng cả cụ về bước xuống bàn thuyền để lái, xin được chào chở đưa cụ qua sông để về bên kia tây cứu con Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đấy, được rồi. Ngoại hôm não chở chuyện những cái chuyến kia này khó nể lắm. Cơ bản hôm nay là con cháu thành tâm. Ừ, đấy hôm nay con cháu của cụ về đây đông đủ thế não cũng được ngay. Thế để khai quang đò để chuẩn bị đưa cụ đi nhá. Ở thế não khai quang đò đi xem nào. Thì mở đồng nghề con tiếp cháu mi thương đi đâu bỏ đi mới nhá con đi ơi hả. Đại khai chia kinh là mình nhớ chật nghe ước phá vi chật thế đời chung khai quang nào khai quang khai quang khai quê đỏ thời bằng giấy xanh đỏ tím mỹ vàng nghe là đỏ ngũ sắc nghe cô ngồi cho chắc đừng có thắc mắc nhanh chậm làm chi nào. Nay cô muốn đi đâu gió nay điều kia con thuyền thì xuôi gió tiền cảnh thì xuôi vàng cụ được tiêu hoa sinh ngay tình ở độ nào khai quang khai quang nào khai quang nghe khai quang nghe khai quê đò thì bằng cây đánh đông bằng nghề hò đò ở trên nghề khô nay đò không mà xuống mà nước nghề cụ vong ngồi đằng trước nghề nay trèo đằng sau nghề còn cháu vào nhau nghề ra trả tiền nghề đò để cụ được qua sông yêu sinh tình độ nào khai A Di Đà Phật. Thế lại công linh hương hồn cô này chào công đã làm lễ khai quang này làm lễ ông thần bến này để mời công linh hương hồn cụ sống khôn thác thiêng này cụ cây cao bóng cả cụ về bước xuống bản thuyền để con cháu đêm hôm nay đưa đò để đưa cụ qua sông đi thăm các cảnh đền cảnh chùa gần xa để cụ vào lễ Phật nghe kinh để cầu phúc cầu tài cho con cho cháu. Thế xin mời một bác con dâu con gái ngồi lên đây để quay đò cho cụ nhé. Nào hai bà ngồi lên đây. Thế còn toàn thể các con các cháu của cụ chúng ta đứng dậy. Thế để còn chỉ chuyến còn chuyến đò đêm hôm nay nữa thôi. Để các con các cháu để đưa đò đưa chân linh hương hồn cụ đi thăm các cảnh đền cảnh chùa. Để cụ vào lễ Phật nghe kinh đầu xuân năm mới để cụ độ trì cho con cho cháu cho anh em nội ngoại. Thế nào hai bà ở đây để quay đò cho cụ nha. Thế nào anh em con cháu để theo não để đi trong nhàn đò cho cụ nào. Ơi dô quan nè ơi hò quan nè rước nghi cụ đi rước nghi cụ đi thăm ma quan cảnh đền chùa. Giờ này hồn mẹ ở nơi đâu nghi ơi mẹ ơi mau bước nghi xuống nghi đò bước nghi xuống đò để con nghi cùng nghi cháu con
con đi cùng nghỉ cháu đưa tiễn nó về à đi thăm mà 36 cảnh đi chùa 36 cảnh để đi chùa từ nơi đây mẹ được đi thăm giờ đây nhà cháu con trả tiễn đi đò trả tiễn đi đò mẹ ơi đưa mẹ tới mẹ ra tới chứ tới đường nghỉ ba lên đi phố cỏ này đền mẫu để mẹ vào rồi tới chùa cái đan đi ôi mẹ ơi con cháu lại đưa đò rước đi mẹ về chùa Tân Quang ngày mẹ là đi tới xong mẹ lại về tới chùa phố Hương đi cháu con rước mẹ về chùa phố Hương đưa mẹ về xong má rồi mẹ ngược đi lên nhà mẹ ơi thăm đền mà sướng nghi rong rước đi mẹ về thăm chùa Đồng Mộ rồi chùa Phổ Điện đi mẹ được nghỉ vào thăm mẹ xong đưa mẹ về cả chùa hang mẹ vào xong má rồi mẹ được má tôi thăm mi ôi mẹ ơi một thằng má con đi được nghỉ qua con đi được nghỉ tròn đi núi voi mẹ là đi tới mẹ là đi tới đền trình ở giang tiên đi phú lương đưa mẹ về đền đuống đưa mẹ về qua đền đuộm má mẹ tới mà thật nghi mẹ ơi đền là thắp má đây rồi tới thác đi riêng mẹ ơi làm mà để con đưa mẹ vào tới chứ tới mà thắp nghi thắp hương cảnh nhà đền đi mẹ ơi đền thác riêng từ thác riêng nghi mẹ được ở tôi thăm nghi qua đèo Giàng nghi đèo gió đưa mẹ về tới đèo Tài Hồ xin nghi mẹ ơi mẹ về tôi mẹ về tôi cao bằng mẹ dựng mà chợt chợt đi con rước ba mẹ về hang bác bỏ đưa mẹ về xong xong rồi mẹ tới đất đi quân Nam Sơn đi mẹ ơi chùa Tam Thanh đi mẹ vào rước đi mẹ vào chùa Tam Thanh đi làm mà lễ rồi mẹ về tới chứ tới Đồng Bà Đăng nghe thăm phố thì nửa mẹ ơi được vào xong rồi đền mẫu mẹ về thăm đi đền thì mẫu kỳ cùng đưa mẹ về xong rước nghi mẹ về bắc lệ mẹ là đi tới ghé cạnh đền chầu bé con rước mẹ về thăm đền chầu bé đưa mẹ về bắc lệ đưa mẹ về xong xong rồi mẹ về vạn cảnh chùa đêm đi mẹ ơi mẹ được xuôi về mẹ xuôi về trăm gian nay chùa bộ mẹ về tới vạn cảnh mẹ ơi rồi bắc đinh đưa mẹ về cho con đưa mẹ về bắc đinh đi thăm cảnh mẹ ơi bà chúa phò từ sơn rước mẹ về rước đi mẹ về bà chúa phò mẹ lại tới xong mẹ lại về tới thăm cả hội linh chùa Phật
Tích đưa mẹ về cái chùa Phật Tích đưa mẹ vào. Xong má rồi mẹ tới cạnh chùa Hà mà đóng đi. Rồi đền đi đô mẹ ơi cùng má vào. Trước khi mẹ về qua Hải Dương mẹ vào hòa tới. Thôi mẹ lại tới kiếp bạc Côn Sơn đưa mẹ vào thăm má hương cạnh đền. Kiếp mi bạc đi mẹ được tôi thăm đi về đất Quảng Ninh yên tổ rước mẹ về rước đi mẹ về yên tổ mẹ về tới mẹ lại về tới Thanh Hóa mẹ dừng chân đi nghe thăm mà đền đi xong mà cô chỉ thăm mà đền đi xong 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 rồi mẹ được nghe vào thăm đi mẹ ơi cháu con đưa mẹ về đưa mẹ về mẹ an mẹ tới rồi mẹ lại tới chứ tới nàng xem đi quê hương bạc nghỉ hồ được mẹ này được vào quê bác đi ở mãi làng xem ông hoàng người con rước mẹ về xuôi ra đi bắc đi mẹ về tới thăm đất của Hà Tây chùa Hương đưa mẹ về chùa Hương đưa mẹ về chùa Hương đi mẹ đã vào thăm đi giờ này đây cháu con lại đưa mẹ về đưa nghe mẹ về Thái Bình mẹ tới mẹ về tới vãn cảnh chùa kéo nay ở Thái Bình được mẹ nay được nghe vào xong rồi Nam Định mẹ dừng chân chân kẻ thăm đi thăm cảnh đền phủ dây đưa mẹ về Hà Nam mẹ lại tới ghé cảnh chùa Tam Mi chúc mi mẹ ghé về thăm mi con rước ba mẹ về Hà Nội đưa mẹ về đưa mẹ về đất Hà Nội thu hòa đôi mẹ ơi thăm nắng nghe bác nghe hồ xong xong đưa mẹ về mẹ ơi làm mà lễ mẹ lại về tới phố thọ mẹ thăm đi thăm ngôi đền đi hùng nghe cho con rước mẹ vào xong rồi vinh phúc mẹ dừng chân đi yên đi tổ con đưa mẹ xong mà rồi con rước mẹ về mẹ ơi mẹ về tới mẹ về tới Tam Đảo mẹ dừng chân chùa Tây Thiên đưa mẹ về Tây Thiên đưa mẹ vào xong rồi mẹ lại về thăm giờ đây đông anh mẹ về trước khi mẹ về mà thành cổ loa mẹ làm lễ rồi mẹ lại tới đền thì dòng mẹ thập má quan đi đưa mẹ vào thập má hương cạnh đền xong rồi về tới đền sóc ca sơn đi ôi mẹ ơi con rước đi mẹ về rước đi mẹ về qua cầu đa phúc đi mẹ lại tới
lại tôi ghé thăm đi đền giá đưa mẹ về cả chùa Linh Thông đưa mẹ về chùa gần nghề cho chi đây chùa xa rước mẹ đi rồi cháu con đón mẹ về không đâu đẹp bằng nghe quê hương mẹ đã sống đi đưa mẹ về tới chứ tới mà thăm đi đôi cao chùa nhà mẹ ơi được về xong rồi mẹ được đi về thăm đình phụ hương đi quê hương ở nhà mình con đưa mẹ về đình phụ hương mẹ về tới mẹ về tới quê hương y ta cháu con đưa mẹ về đình phụ hương quê hương ở nhà bây giờ có bây giờ khoan nghe ơi dỗ họ qua đã tới bên rồi cụ ơi khoan ơi dỗ khoan cụ về khoan khoan ai hoa khoan cụ về tây chúc khoan nghe ơi mà dỗ khoan lại xin chưa ra về khoan khoan là ai khoan hoa khoan áo lục thù phật ban cho hồn mặc bát đồng hành ngũ lao bát tiên vong về tây chúc ni lái xin ra về phật nam mô a di đà phật này đoàn lái trèo chờ vong tới bên là sóc là sóc ấy giữa ra bên đông người sang mà nhận là đây nhận lấy ấy vì thuyền bằng giấy ban chàng trai mua đã bán cho cổ vong thôi không được trả lại chớ có kỳ kèo hệ thuyền đổ đèo nay không có trách nhiệm còn trao đánh đò đi mà hòa hoa nay ao đục chủ phật đã ban cho cụ mặc mà bạn đồng hành ngũ não bát tiên còn cháu đề hôm nay rước bài vị chân linh của cụ lên linh sàng để cháu con xin phục phục đồng ra lễ tạ vong linh nhị bái cúc cung mê bái xin mời gia đình lễ cụ đi ạ. Vâng ạ, thế xin mời các bác để rước chân linh bài vị của cụ lên linh sàng. Mẹ về Tây chúc nghe đây mà ở đây cháu ơi con đi bây giờ bảo nãy mà để phúc dày phúc dày có thêm màu đây mẹ chớm tay bãi này phương ta mười mẹ về bây giờ mà đây chúc nghe mà để du nhàn nhịp bát mẹ thành nhà thơi đồng ra lễ tất vâng xin mời công các bà các bác anh chị đứng vái cụ hai vái vâng kính thưa vong linh hương hồn cụ chuyến đò tiên chuyến đò bát nhã để đưa chân linh hương hồn cụ đi vãng thăm các cảnh đền cảnh chùa để các con các cháu đêm nay thờ báo hiếu cụ tới đây cũng đã khép lại chương trình để các con thờ báo hiếu cho cụ đêm sau cuối về trăm đồng tiền không bằng một đồng tiền thường. Thay mặt cho anh em trong đoàn nhạc hiếu xin được cảm ơn quý cụ ông bà cũng như bà con anh em nội ngoại bà con hàng xóm về đây đã nhất tâm để có gạo tiền để cho cụ được qua sông qua đò để về bên kia Tây Trúc cũng như động viên đoàn nhạc hiếu. Một lần nữa thay mặt cho đoàn xin được trân trọng cảm ơn. Em trong đoàn nhạc thiếu này thay lời cho cháu Đoan muốn nói với mẹ rằng con nói với mẹ khôn thiêng
mẹ tổ chỉ cho chất đi trên đời, ba chất ở đời mạnh khỏe bình yên. Nên việc gia đình con cháu của cụ Hoàn ở Hương Đình nay vô cùng thương tiếc về chiếc linh sàng cổ trên đường thắp tuần hương. Để kính viếng mong linh cổ và chia buồn cùng tang quyến nơi rối vàng cổ về chính Nam. Vâng, sau khi thắp hương làm lễ viếng cổ xong, mời quý vị về nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia buồn cùng tang quyến gia đình. Mà ai biết tìm mẹ, con biết tìm mẹ. Ơi mẹ ơi, bước cho bọn con tăng quyến đi biết người gia đình bà tận ở cầu tiến và làm lễ thắp hương. Mẹ về Việt Nam cho mời bà ra bà nước chi. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Đức, kính thưa gia quyến cùng người ngoại xa gần, hội người cao tuổi, tổ dân phố Hương Đình cùng câu lạc bộ. Và xin lỗi đây. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Đức, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, cụ có bà Trần Thị Phú là hội viên của câu lạc bộ tổ dân phố Hương Đình, đứng trước linh thàng cụ có chút lễ bọn để tưởng nhớ. Trước lúc cụ ra đi, hội câu lạc bộ văn nghệ tổ dân phố Hương Đình xin dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Gia đình tham gia chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong câu lạc bộ của hội dưỡng sinh ở thôn Hương Đình. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Nên viếng tiếp theo xin được kính mời. Mẹ ơi, còn để cho các cháu nội của bà Hà đấy. Cháu trai, cháu dâu, cháu gái, cháu rể, chúng con là con của bố Hùng, bố Sơn, bố Tùng, bố Đào. Nội ơi, để được tình xa thập tuần còn đáng thương. Nội ơi, từ nay cho đi, từ nay trở đi chúng con mỗi khi con về đây thấy không còn nổi đỡ gió thì. Ôi ơi, chúng con là con của bố Hùng, con của bố Sơn đi. Các cả cháu ơi, con đi của bố Hồng Kỳ. Với a cả con bố ơi, nội ơi, các cháu là các cháu nội cùng các chắc nội và bà đấy bà ơi.
các cháu các chân của bà rất là đông bà ơi. Còn bà thì bà vẫn bảo rằng các cháu như là một vườn hoa. Bà ơi sao bà cũng không ở trên đời để bà ngắm hoa mỗi ngày bà ơi. Các cháu của bà thì đã khôn lớn cả rồi. Bà ơi các cháu nội của bà khôn lớn như ngày hôm nay là có công của bà nhiều lắm bà ơi. Lúc bé được bà bế bà bồng. Bà ơi bà ngọc các cháu đi chơi khắp xóm cùng làng nội ơi. Lúc bé được thương mau lưu quần bên vòng tay ấm áp của ông của bà. Ngày hôm nay ông bà đã đi hết cả rồi. Giờ phút này đây bà nội ơi, các cháu nội của bà trở về lòng xót xa đâu. Giờ phút này các cháu về đây là các cháu nội chưa bà. Xin chớp tay con thì nguyện đi cầu bạn và đức chỉ một cột tăng huyền mâm nhang đi bên của các anh em con cháu họ nội bên cạnh kính thưa vong linh hồn cụ Nguyễn Thị Đức, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa gia đình tang chủ, đoàn lễ viếng của chúng tôi anh em con cháu bên nội thành cụ Nguyễn kính của phường Tân Hương nhận được tin cụ Nguyễn Thị Đức sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được các y bác sĩ cùng toàn gia đình đã hết lòng cứu chữa xong, cụ tuổi cao sức yếu, cụ đã từ trần vào hồi 7:10 ngày 6/2 tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão. Chúng tôi đến trước là thắp nén hương thơm, có vòng hoa tươi tưởng nhớ vong linh hồn cụ, xin cụ ở nơi suối vàng hãy yên giấc ngủ ngàn thu, phù hộ độ trì cho gia đình con cháu anh em sức khỏe bình yên, mùa màng bội thu. Xin một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình tăng chủ dòng họ Nguyễn Cành Một, xin được chân thành cảm ơn tất cả con cháu của dòng họ cụ Nguyễn Kính đã về thắp hương và phúng viếng cho gia đình chúng tôi là mẹ tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn. Liệt trí con ông Vĩnh ở Hương Đình vào đây là bà nội đức cho bọn cùng ta đứng ở đây cái sau mà đổ thì cho bà chắc được mình đi ăn. Cảm ơn mời ông ra đây đến
Kính thưa toàn thể gia quyến, chúng tôi Hội đồng môn 74 Thái Nguyên được tin cụ Nguyễn Thị Đức vì tuổi cao sức yếu đã từ trần. Để chia sẻ cùng tăng quyến và tiến đưa cụ về nơi an nghỉ ngàn thu, chúng tôi xin một phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt gia ta, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của các bác các anh các chị đồng môn với gia đình chúng tôi. Xin mời các bác các anh các chị về nơi đón tiếp của gia đình để chúng tôi được tri ân. Trân trọng kính mời lễ viếng của trường mầm non Tân Hương vào làm lễ thắp hương. Trân trọng kính mời. Kính thưa gia tăng, kính thưa linh hồn cụ Nguyễn Thế Đức, gia đình chúng tôi con cháu cụ Mẫn Xuân Đung thông gia với gia đình, xin có nén hương thơm, có vòng hoa tươi chia buồn cùng gia đình. Xin được cảm ơn. Thay mặt cho gia ta, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bác các anh các chị đã về chia sẻ với chúng tôi. Xin mời các bác các anh các chị về nơi đón tiếp của gia đình. Xin cảm ơn. Trân trọng kính mời nơi viên của các cháu bạn làm cùng với Thủy Thảo và làm mẹ thắp hương. Trân trọng kính mời. Gia đình trân trọng cảm ơn, mời quý khách ta bàn nước cho buồn cùng tang quyến. Mời các bạn. Gia đình trân trọng cảm ơn, mời quý khách ta nơi đón tiếp của gia đình uống nước chia sẻ buồn cùng tang quyến. Gia đình trân trọng cảm ơn. Kính thưa hương hồn cụ Nguyễn Thị Đức, kính thưa ban tang chủ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, anh em chúng tôi là những chiến sĩ của trung đoàn 18 thành phố Thái Nguyên, thay mặt cho 70 anh em từ thành phố Thái Nguyên về Phổ Hiên, người bạn chiến đấu thân thiết của anh Sơn trong thời kỳ chiến đấu ác liệt tại Quảng Trị. Nay về đời thường, chúng tôi là cựu chiến binh của thành phố Thái Nguyên, được tin cụ 250 về chầu Thiên Tổ. Chúng tôi đến đây thắp nén nhang thơm và kính viếng hương hồn của cụ chia buồn cùng gia quyến. Chúng tôi xin một phép một phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin cảm ơn sự sẻ chia của các bác. Mời các bác về chỗ đón tiếp của gia đình. Mời quý vị các bạn đón tiếp sự buồn cùng gia quyến. Ông bà ơi, cảm ơn.
Gia đình trân trọng cảm ơn, mời quý khách ra bà đón nước chia buồn cùng tang quyến. Bà ơi, cổ ơi, tên là từ đây trở đi ở dãy quyến thì cần cháu các chất cho trở về quý bà. Bà ơi, cổ ơi, trời đất ơi, các chị con gái dâu thảo giờ hiện cùng các cháu nội ngoại, hãy chúng ta tập trung về trước đinh sàng để cùng với đoàn nhạc hiếu để mời cụ về xơi cơm, cũng là bữa cơm cuối cùng ở trên hồng trần cùng với các con các cháu. Thế thành tâm thế tất cả các anh các chị trai gái rể dâu có tiền có gạo để chiều nay cụ về nơi thiên tổ được cùng chúng giám tổ chỉ cho các anh các chị cùng các cháu trên đời được mạnh khỏe bình an. Đồng giá tổ nằm nằm cớ ai cổ ai đã tất cả gia đình nhà mình gọi mẹ lên ba câu để mẹ về xây cơm. Phần này phá mời bà ca trai cải cho bên ba đến hương. Đồng giá nhất tâm thỉnh đệ cung 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 ba Thái Nguyên tỉnh Phổ Yên Thành Ngã Tân Hương Phượng Ngã Hương A Đình Tổ Dân Phố Y Phụ Gia Sư. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 1 năm Quý Mão, chúng con đã có chân linh hương hồn là mẹ là Nguyễn Thị Đức Mẹ Đại Thọ Nhân Thập Ma Tam Tuế Đại Hạn Quý Mão Niên. Giờ này đây trời đã trưa rồi, anh chị em chúng con tề tựu về trước linh sàng kính thỉnh chân linh hương hồn mẹ là Nguyễn Thị Đức. Mẹ ở cây cao bóng cả ngã ba đường, mẹ về hiện hưởng nay năm bữa cơm mà thương. Sinh ngã khỏi luân hồi nhân sinh sinh tại thế quả mấy người sống tám chín mười đôi ba năm cũng kể một đời xong vẫn đi số biết làm sao được. Chúng con nhớ thuở trước trong buổi xuân xanh ơn mẹ cha đạo cả sinh thành đêm ngày dạy dỗ đường ngăn nhẹ ở việc cửa việc nhà mẹ no bể khi thất nghi ra cương thường đạo cả lòng chúng con hiếu thảo đền ơn nết kẹm căn hẳn gửi sớm hôm mong nối được ra phong cơ chi. Ba lo bảy cha mẹ vất vả chăm bề cho vẹn toàn đường đó nối kia
tuy cha mẹ khó nhọc nhưng nào mà cam hạ dạ dạ. Thế mà nay bỗng đầu gió cá quất bẻ cành mai hoa địa cây rụp cánh tơi bời. Yến địa tổ kêu xuân vò vò chúng con mong cho cha mẹ sống trường thọ để diều dắt cháu con lên người. Nay nào ngờ ở đâu chẳng đặt sao rời cha mẹ đã khuất về nơi Tây Trúc. Ngày dày sâu khắc đêm vắng năm canh chúng con trai gái rẻ dâu nhớ lời ăn trốn ngủ giường ngã năm như cắt ruột sát lòng ngã cháu con nơi trần ngã thế đại thánh A Di Đà Phật quy khứ này hệ quy khứ này thân bằng dục sự kiểu niên khai hệ tùng tiếp dật A Di Đà Phật phần này chấm má tiểu xin mời mọi con gái trai cả đến chấm cho cụ ba chén rượu. Hỏi chân tình thương hồn mẹ là Nguyễn Thị Đức ơi dẫu tam tuần dẫu nhân nhân tuần tay con trai giọt ni con kính thành chân tình thương hồn mẹ ở cây cao bóng cả ngã ba đường mẹ về hiến hoàng ngã này nông mà bữa cơm giữa hà ngày trước đình sàng trai gái rẻ dâu rượu sơ nhị tuần nã này tay chúng con giọt chúng con kinh thành trần tình hương ngã hồn là mẹ ở cây cao bóng cả ngã ba đường mẹ về hiện hương ngã hai nước mơ rượu sơ nhị tuần hỏi trần tình hương hồn mẹ ơi chỉ còn bữa cơm này nữa thôi là bữa cơm đi biệt là quê nhà công để tất cả trai gái rể dâu mời mẹ tam tuần là tiểu này mẹ ở nơi đâu mẹ về hiện hưởng nay năm cạn tam mà tuần sinh ký tử quy ai đã thoát khỏi luân hồi thấm thoát đời người đánh ngựa hồ qua cửa sổ vòng a hồn na tịch độ nghe lời phó chúc minh minh sư kim cổ đông tây tử bấy nơi giờ tạo hoa sinh ra ai mà thay được âm dưỡng cách biệt hồn đã hoan hỉ tình nga tâm trai gái rẻ dâu này đã phương trường cửa nhà đáng thịnh vượng an khang thì nay bỗng đầu nghi ngút khói hương hồn về suối vàng siêu sinh tịch nghi độ chúc hồn thổ hưởng đan thành đèn hương chén nước cơm canh anh chị em chung con gọi mẹ đồng giá cúc cung bay phần này ấm thật thế giờ này đây trời cũng phải trưa rồi thế chỉ còn có bữa cơm này là bữa cơm cuối cùng của cụ là mẹ của các anh các chị thế xin mời tất cả các anh các chị là trai các chị là dâu là gái nên để lấy thức ăn và bát cơm cho cụ. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô sinh tịnh
tịnh độ Bồ Tát Ma Tát. Hỡi chân linh hồn mẹ ơi, giờ này đây trời cũng đã chưa rồi. Tất cả các con là con gái con dâu chúng con mời mẹ về hiện hưởng nay nấm bữa cơm giữa ngày. Bát cơm chúng con dâng trên tay hai hàng nước mắt tràn đầy khổ đau trước giờ mẹ con xa nhau. Chúng con dâng bát cơm bông bông này mời mẹ ở cây cao bóng cả ngã ba đường mẹ về hiện hưởng ngã hai năm bữa cơm mà thương. Hỏi chân linh hương hồn mẹ ơi, lá dục hoa tàn vậy tan được biếc. Chúng con càng thương càng tiếc công của mẹ cha, tạo hóa sinh ra sao mà nghiệt là thế. Để hồn mẹ nay vội bỏ dù áo ra đi, kẻ ở người về âm dương cách ngã biệt. Dẫu như vạn địch châu báu đầy kho, lỡ bước xa cơ bệnh cùng số tận. Tại ba nối ngạc địa đắp thiên thời, kinh sự lưu đời đến không tử cũng thế mà thôi. Huống chi linh hồn mẹ nay đại thọ 103 tuổi. Hỏi chân linh mẹ ơi, chúng con là trai gái rể dâu cùng các cháu nội ngoại, chúng con vẫn thiết nghĩ rằng sống là người thác là về nơi tiền cảnh này, cháu con rể dâu trai gái lòng là kính thương hồn là thiết tuần thị thực vong hồn thụ hưởng đan thành nén hương chén nghi nước anh chị em chúng con đi gọi mẹ về phần đi địa cha. Xin mời một cô cháu gái nào nên để rót cho cụ một chén trà này. Cháu gái hoặc cháu dâu cũng được, cháu nào cũng được. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô sinh tịnh độ Bồ Tát Ma Tát. Hình ngã vàng kha tiếp tiếng vóc ngọc khá thương sinh sinh tử đôi đường ngã đi qua một phút. Sợ đời chẳng tiếc tiếc khắc khoải hồn ngã hoa con cháu xót xa nhớ ơn công đức sinh thành dưỡng dục cảm tạ công nào cả một cuộc đời cha mẹ chắc chắn chịu xây cơ dựng nghiệp bụng hồn ngã phách đường nơi tình cảnh nghiệp gian để lại chân ai công đức một đời cháu con ghi nhớ từ nay khuất văng văng dưới nam kha nào đâu hình nhì bóng mẹ văng cửa nhà khom chung phân vẫn phờ cơn gió thoáng cảnh cổ đã trả hạt xương xa chúng con mời mẹ về hiện hưởng nay nấm bữa cơm mẹ. Từ nay cách mặt dưới tuyệt đại nhà quạnh não hề thấy vắng nghĩ này thân tích họ hàng sâu thảm ma thiết rẻ dâu con cháu tiếc thương hồn chúng con biết lấy của chi mà báo đáp
thì thực ngã mâm cơm bông này để chúng con báo ơn. Bát cơm chúng con dâng lên gọi mẹ ba hồn chín vía ba hồn mẹ ở nơi đâu về yên hưởng bữa cơm trưa này. Xin một cháu nào lên để dâng tiền vàng cho cụ nào. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Sinh Tịnh Độ Bồ Tát Ma Tát. Hỏi chân tịnh hương hồn mẹ là Nguyễn Thị Đức ơi, hương bà nén tay chúng con đi đã dạo tam tuần để bạc tay chúng con kính dâng tiền nhà vàng này chúng con kính dâng lên ba hồn là chín bia ba hồn là mẹ bà ở nơi đâu về gần đây để tiền hành sai mẹ bà đi đường. Các cháu thiết nghĩ rằng cả cuộc đời mẹ chắc chắn chịu xây cơ dựng nghiệp. Đời mẹ như thế con thuyền đình mặt là nước sớm xuôi tối ngược tần tạo luân hồi như chim nam tổ nuôi chúng con từ nhỏ cho tới bây giờ. Ngày hôm nay âm dưỡng cách biệt mẹ đã về nơi bình hằng nghề an giấc ngủ ngàn na thu. Hỏi chân tình thương hồn mẹ ơi, sống là người khác đã về tiên cảnh này cháu con rẻ dâu trai gái lòng kính dâng lên nén hương bát cơm chen nước cháu con xin gọi mẹ. Mấy lời anh chị em chúng con xin kể để chiêu hồn mẹ về than thở nguồn na cơn dạo tam tuần lễ bạc tay chúng con kính dâng hương ba nén khói bay trước an. Hồn mẹ nay đã vân du cực lạc hoặc còn thông dòng cuối hạc chân mây hay còn vui thú có cây sông núi. Mẹ nghe tiếng chúng con gọi phong linh mẹ tỉnh dậy mẹ về hiện hưởng ngàn hai năm. Từ nay chỉ còn những ngày dăm má ba dỗ tết ba nén hương thơm mẹ biết được ngã về sang hẹn mẹ đừng có chê bát cơm quả trứng xứ quê anh chị em chúng con xin phục thờ. Cầu nguyện cho mẹ nơi suối vàng mẹ được siêu thoát nơi vĩnh hằng mẹ mát mẹ tiêu sinh A Di Đà Phật cứu thuyền để mẹ đồng gia cũng cùng vai lễ tất nghe vừa qua đoàn nhạc cưới cùng với các anh các chị các ông các bà em cùng các cháu nội ngoại gần xa đã kính tình chân hương hồn cụ đồng nguyện thịnh đức cụ hưởng thọ 103 tuổi. Thế giờ này đây trời cũng đã trở về trưa ma hồn chín phía ma hồn cụ ở cây cao bóng cả ngã ba đường để cụ về hiến hưởng ngay nương bữa cơm trưa nay cụ sống cồn thăm thiêng cụ về bước ve chân chờ đổ chỉ cho các con các cháu ở trên đời 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 hoàn thành con nam mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật. Đồng gia lễ tất tất. Vâng, bữa cơm mời của tôi đây đã hoàn tất. Lại trần gian phúc cho con. Cụ
đi để lại bao lỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, dòng tộc, anh chị em, các con cháu và bà con lối xóm. Các con cháu mất đi một người mẹ, người bà, người cụ gương mẫu hết lòng chăm sóc các con cháu. Dẫu biết rằng ở đời là sinh lão bệnh tử, kiếp người ai cũng phải qua, tránh sao được âm dương cách biệt, lay nhà không bà quạnh quẻ hắt hưu. Than ôi, hỡi vong ơi, nhìn di ảnh nhạt nhòa nhang tỏa, đất phủ màu tang, trời nghiêng bóng xế, đường âm dương đôi ngả chia ly, 103 liên ngủ đông sầu muộn, buốt giá quặn đau lỗi nhớ thương. Mong gia đình lén đau thương sớm trở lại cuộc sống học tập, lao động, công tác thường nhật, cho phép chúng cháu được chia sẻ nỗi đau thương mất mát này cùng với gia đình. Học tập tấm gương của cụ, chúng cháu sẽ cùng với anh Tùng, con trai của cụ, phấn đấu thi đua yêu nước, làm kinh tế giỏi, tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trước giờ tiễn biệt, chúng cháu cầu chúc cho cụ được an giấc ngàn thu, vui cùng bồng lai tiên cảnh nơi chiến suối, được siêu sinh tịnh độ, phù hộ cho các con cháu và dòng tộc ngày càng phát triển, phù hộ cho hội đồng đội cán bộ chiến sĩ huyện Bảo Lạc chúng cháu luôn bình an, cho chúng cháu xin được cúi đầu kính cẩn mặc niệm cụ. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin vĩnh biệt cụ. Thay mặt cho gia đình chúng tôi, gia đình tăng chủ chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí trong ban liên lạc của Bảo Lạc Cao Bằng đã cùng công tác với em Tùng trong gia đình chúng tôi. Xin mời tất cả các đồng chí ra sân nước. Cảm ơn. Đường nào hóa là Tùng Tùng nào huy đơn đời. Mẹ ơi, từ nay chúng con sớm tối đi về, chẳng còn mẹ nữa rồi. Mẹ ơi, chúng con chỉ mong sao còn có mẹ trên đi đời. Chúng con chỉ mong sao còn có mẹ trên đời, để sớm tối ra vào quê mẹ con bên nhau. Những ngày mẹ ôm mẹ đau, anh chị em chúng con đi trai gái rẻ dâu. Chúng con sớm tối con mẹ chảy chưa cho mẹ, chỉ mong sao mỗi ngày mẹ mỗi mẹ chúng con đi được à. Những ai có ngờ đâu cho tới ngày hôm nay mẹ đã qua. Bàn thờ thì anh có mẹ ở đây, các con là trai gái rể dâu của mẹ. Mẹ ơi, trước bàn thờ thì anh trước giờ đưa tiễn mẹ đi xa, các con về đây trước bàn thờ để thắp cho mẹ một nén hương cuối cùng. Mẹ ơi, để ít phút nữa thôi, các con phải tiễn mẹ lên đường. Thế là người mẹ kính yêu suốt hơn 100 năm trôi qua, mẹ vất vả với các con các cháu. Mẹ ơi, thế là mẹ đã phải đi xa. Từ nay các con chẳng còn được nghe thấy tiếng của mẹ.
qua mẹ. Chỉ mong sao để mẹ còn mạnh mẽ ở đời với các con, ai có ngờ đâu. Mẹ ơi ai có ngờ đâu, ngày hôm qua là ngày 16 tháng riêng, mẹ đã chôn đi ơi thờ cuối cùng, mẹ xa con xa cháu. Ngày hôm nay đây các con về trước bàn bàn thờ, con trai con gái con dâu con về gọi mẹ lần sau cuối cùng đi, để tiễn mẹ đi xa. Mẹ hỏi mẹ ơi, các con về đây thăm cho mẹ một ta nén chậm đi, để tình mẫu từ từ thay mẹ con mình đi. Ấm má thương đi cách nhà biệt đi, xa nhau rồi mẹ ra đi, mẹ về với các cụ tổ tiên. Con là Lăng, là Hùng, là Sơn, là Thái, là Đào, là Tường, là Hoa, là Tùng, là Huế, là Lợi đây. Mẹ ơi cùng các con cái con về của mẹ, mẹ ơi ai bên đứa con của mẹ về bên đứa mặt ai mang. Mẹ ơi các con rất là tự hào bởi vì mẹ là người cao tuổi nhất làng, mẹ ơi vừa mấy ngày vòng một vòng hai, mẹ ơi các con về đây mừng cho mẹ thêm một tuổi mới. Mẹ ơi các chị con chỉ mong sao, các con chỉ mong sao mẹ không mãi trên đời. Mẹ ơi để cho các con báo hiếu cho mỗi ngày mẹ vất vả vì các con, mẹ ơi. Nhưng ai mà ngờ đâu, cho tới sáng hôm qua thì mẹ đã chút ý hơi thở cuối cùng. Mẹ ơi mẹ nguyện lại mà xem các con các cháu đủ đầy thế này, mẹ ơi các con gọi mãi gọi hoài mà mẹ không nói một lời nào. Mẹ ơi giờ phút này cũng là giờ phút sau cuối cùng rồi, mẹ ơi chỉ còn có vẫn một tiếng lòng hồ đó mà thôi, mẹ đã phải đi xa mất rồi. Đau xót đi trong lòng kỳ mất mẹ kẻ tù đấy. Mẹ có bà như những ngày qua.
con mẹ như cây cao bóng cả mẹ như cây bách cây tùng. Mẹ ơi nhà ta thì ngũ đại đồng đường mẹ ơi. Sao ngày hôm nay mẹ đành phải bỏ các con mẹ ra đi thế này. Mẹ ơi hơn đừng chục đứa con của mẹ, mẹ ơi. Hơn chục lần mẹ sinh ra các con là hơn chục lần mẹ vất vả. Mẹ ơi ngày hôm nay các con khôn lớn trưởng thành. Mẹ ơi 103 tuổi. Mẹ ơi các con luôn tự hào của người mẹ. Họ nhất là mẹ ơi. Sao mẹ không sống ở trên đời để cho các con báo hiếu cho mẹ. Bởi vì mẹ vất vả tất cả một cuộc đời. Mẹ ăn đói mẹ lạnh mặt sách. Cũng bởi vì nuôi các con. Mẹ ơi mẹ ăn đói mặc rách bởi vì no cho các con. Mẹ ơi các con biết đây chi để báo đáp nghĩa đền bằng công mẹ nuôi con đây. Ôi mẹ ơi giờ phút này các y con là trai gấu gái rể chứ chớ về. Con về đây mà nước y mắt y hai hàng y than khóc gọi y ơ mẹ ở lối đâu rồi. Mẹ nằm đây con nghe thấy lời con khóc gọi mẹ không y. Ôi mẹ ơi các con à về đây quay mẹ một lần đi cuối xóm cùng mẹ. Ôi mẹ ơi mẹ ở nơi đâu thì mẹ về chừng chừng ra cho tập mà đọc con của mẹ lúc này đang gọi mẹ đây. Mẹ ơi những ngày gần đây mẹ mệt mệt mỏi trong người. Mẹ ơi lúc mẹ tỉnh mẹ vẫn gọi anh ơi phụng ơi sơn ơi thái ơi đào ơi đường ơi hoa ơi tùng ơi quế ơi lời ơi. Các con vào đây với mẹ nào. Mẹ ơi con từ đây mà trở đi. Các con thèm nghe tiếng của mẹ gọi các con đi. Các con thèm nghe tiếng của mẹ gọi các con đi những ngày nào. Mẹ ơi từ nay mà trở đi mẹ đã đi xa rồi. Mẹ ơi giờ phút này đây con đi trai điền đi. Mẹ ơi con trai điền sĩ của mẹ một con cũng ở chiến trường để rồi cũng trở về để đón mẹ cùng ra đi. Giờ phút này đây anh chị em chúng con đi không gọi mẹ một lần sau cuối cùng. Mẹ ơi thi hài của mẹ nằm nằm trong quan tài. Mẹ ơi mẹ có nghe thấy tiếng thấy lời các con khóc gọi mẹ hay không đi. Mất tiền mất của thì các con còn làm ra còn các con mất mẹ già từ nay như bò kim đáy biển biết tìm mẹ ở nơi nào. Ôi mẹ ơi giờ chia ly thì đã sắp tới rồi. Giờ này thì các con vào bên linh kỳ hoa chỗ mẹ nằm bì. Ôi mẹ ơi thắp cho mẹ cùng nghỉ trước lúc nghỉ chia ly.
các con về bên đình kêu một mẹ để nhìn mặt mẹ một lần sau cuối cùng. Mẹ ơi, các con về bên đình kêu nhìn mẹ một lần cuối cùng. Thế là mãi mãi chẳng còn gì có mẹ trên đời. Mẹ ơi, ôi mẹ ơi, chỉ ít phút đi nữa thôi, mẹ đã phải ra đi bất ngờ rồi. Từ nay thì đấy ai là người chăm chăm sóc đi cho mẹ. Bớt đi cháo áo quần đi cho mẹ sớm đi hôn. Mẹ ơi, các con của mẹ đây, con là Năng, là Hùng, là Sơn, là Thái, là Đào, là Đường, là Hoa, là Tùng, là Huế, là Lời. Mẹ ơi, cùng với các con dâu, con rể và các cháu và mẹ đây, thương mẹ nhiều lắm mẹ ơi. Thấy chắc đây là gánh nặng cho đời thường, để cho các con các cháu mỗi đứa được kể mãi gánh đỡ cho mẹ một phần. Mẹ ơi, đừng để sống ở trên đời với các con. Mẹ ơi, để sớm tối các con mỗi khi trở về đây còn nhìn thấy mẹ. Cầu cho mẹ lối suối vàng đi siêu thoát đi đô trì, cho các con trên đi đời được đi bình yên. Đồng ra lễ tất nhi tất các bác bái cụ hai bái. Chị ơi,